để người dân trong tâm dịch không rơi vào tình cảnh khan hiếm nguồn lương thực thực phẩm. Trong khi đó, nguồn cung nông sản ở các địa phương luôn dồi dào, thậm chí có nguy cơ ế thừa. Các bài toán mang tính cấp bách đã được đặt ra cho các bộ ngành liên quan, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày 18 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã ký quyết định hỏa tốc số 3149 QĐ-BNN-VP thành lập Tổ công tác đặc biệt khu vực miền Nam do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm tổ trưởng. Ngày 30 tháng 7, quyết định số 3430 QĐ-BNN-VP tiếp tục ra đời, thành lập Tổ công tác đặc biệt thứ 2 khu vực miền Bắc do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm tổ trưởng. Hai tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ phải giải quyết được bài toán đảm bảo chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản không bị đứt gãy trong điều kiện ngặt nghèo nhất. Ngay sau khi thành phố Hà Nội thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra quyết định số 3430 QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh thành phố phía Bắc trong điều kiện dịch COVID-19. Trước đó, ngày 18 tháng 7, đã có một Tổ công tác đặc biệt phía Nam ra đời kịp thời chỉ đạo sản xuất, đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi tiêu thụ nông sản mùa dịch của 19 tỉnh thành phía Nam. Đối với Tổ công tác đặc biệt phía Bắc có nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng các phương án duy trì sản xuất tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tổ công tác đặc biệt phía Bắc do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến là tổ trưởng tổ công tác. Ngay sau khi thành lập, Tổ công tác đặc biệt phía Bắc đã kết nối được 562 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm. Đầu mối cung cấp hàng hóa khu vực miền Bắc: rau củ 126 đầu mối, trái cây 129 đầu mối, thủy hải sản 244 đầu mối, lương thực 30 đầu mối, các mặt hàng khác 23 đầu mối. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh tại thành phố Hà Nội ngày càng phức tạp liên quan tới các ca dương tính từ công ty thực phẩm Thanh Nga, Hà Nội. Rất nhiều chuỗi cửa hàng, siêu thị buộc phải đóng cửa. Bên cạnh đó, nhiều chợ đầu mối và dân sinh ở Hà Nội cũng đã phải đóng cửa vì có ca nhiễm COVID-19. Nhiều người lo ngại việc thiếu hụt hàng hóa, thực phẩm sẽ xảy ra. Về vấn đề này, Tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội đảm bảo nguồn cung cho người dân. Hiện Sở này đã công khai danh sách tổng hợp gần 8.000 điểm bán hàng hóa thiết yếu và 455 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố và các quận huyện đang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Trong bất cứ tình huống nào thì lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu chúng ta đều phải được lưu thông. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các địa phương để thống kê một cách chính xác cái khối lượng ở từng địa phương cũng như là thời điểm thu hoạch của các cái nhóm sản phẩm, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mang tính chất chu kỳ mùa vụ và những cái nhóm sản phẩm có chu kỳ bảo quản ngắn. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã họp trực tuyến với một số địa phương để rà soát và đánh giá lại những cái trục then chốt và đặc biệt là làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với các sở ban ngành liên quan để chúng ta xác định được cái nhu cầu cung ứng tại chỗ cũng như là nhu cầu mà cung ứng từ phía bên ngoài các tỉnh địa phương về Hà Nội. Không chỉ đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân, Tổ công tác đặc biệt còn phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là mở con đường thông suốt cho nông sản mùa vụ. Hiện nay, một số loại trái cây miền Bắc đang vào vụ, cụ thể là vụ thu hoạch na ở Chi Lăng, Lạng Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh đang có dấu hiệu khó khăn trong khâu tiêu thụ. Người trồng na phản ánh chất lượng na năm nay tốt nhưng giá đã giảm khoảng một nửa so với năm ngoái. Để tính cái việc là sắp tới là COVID, tình hình COVID như thế thì sẽ bán như thế nào? Việc tiêu thụ na đến thời điểm này nói chung là rất là ổn định. Có khi nếu trong thời gian tới mà cứ được như thế này thì nhân dân cũng rất là phấn khởi. Theo các thương lái thu mua na dài tại thị xã Đông Triều, việc vận chuyển na đi ra các tỉnh thành khác chưa bao giờ lại khó khăn như hiện nay. Nhất là thị trường Hà Nội không có thương lái về mua do tình hình dịch bệnh đang phức tạp. Do đó, để tạo thuận lợi cho quá trình tiêu thụ, ngành chức năng thị xã Đông Triều đã thực hiện xét nghiệm gộp cho những lái xe, đồng thời cấp logo ưu tiên
để tạo thuận lợi cho các xe tới thu mua, vận chuyển na. Thực hiện tốt cái việc là tuyên truyền quảng bá qua các cái kênh tiêu thụ như các cái sàn thương mại điện tử cũng như là các cái trung tâm thương mại. Còn tại vựa na Chi Lăng, Lạng Sơn thì địa phương này sớm đã lên kịch bản linh hoạt trong tiếp cận thị trường nhằm có sự chủ động cao nhất trong quá trình tiêu thụ na. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kịch bản cụ thể để thực hiện cái bán hàng bán na Chi Lăng trên địa bàn của tỉnh. Thì đối với lại các sở ngành thì chúng tôi là cũng tiếp tục tuyên truyền đến với lại các huyện ngay ở trong tỉnh của chúng tôi để làm sao mà có những các cái địa chỉ liên hệ để tiêu thụ đối với na Chi Lăng ngay ở trong tỉnh. Đặc biệt nữa là chúng tôi liên hệ cùng với lại các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của các tỉnh bạn lân cận thì để tiếp xúc với lại các cái địa chỉ tin cậy để chuyển hàng hóa đến các cái tỉnh ở lân cận. Lúc này, nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt là phải có trách nhiệm phối hợp với các địa phương hiện đang là thủ phủ của trái na, đưa ra các giải pháp kịp thời, phối hợp linh hoạt với các địa phương để tạo luồng lưu thông, tiêu thụ na càng sớm càng tốt, tránh rơi vào cảnh ế thừa, bà con thua lỗ vì rớt giá. Bởi chỉ còn hơn một tuần nữa là trái na đã rơi vào chính vụ, sản lượng thu hoạch là rất lớn. Cách đây 2 tuần thì chúng tôi đã triển khai cùng với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp của Bộ một cái hội nghị trực tuyến với tỉnh Lạng Sơn và các cái tỉnh liên quan mặt hàng na. Đây là một mặt hàng mà là đặc sản thế mạnh của một số tỉnh phía Bắc của chúng ta, nhưng cũng là cái mặt hàng mà chúng ta chưa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, là thị trường gần nhất về mặt địa lý. Chính vì thế mà cái phương án tiêu thụ sản phẩm na thì là một trong những cái việc mà Bộ rất quan tâm để mà cùng với các địa phương lên cái kế hoạch cụ thể về mặt khối lượng, về mặt điểm rơi của thời điểm thu hoạch và cái phương án lưu thông, phương án phân phối trong cái hệ thống các cái chuỗi bán lẻ của chúng ta trên toàn quốc. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp trực tuyến với 2 tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì đầu cầu Hà Nội, Thứ trưởng Trần Thanh Nam ở đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, nguồn cung ứng lương thực thực phẩm tại các tỉnh thành phố phía Nam hiện đảm bảo. Việc tổ chức sản xuất bình thường, nhưng việc tiêu thụ đầu ra còn gặp nhiều khó khăn. So với trước khi giãn cách, nhu cầu của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nguồn cung nông sản, sau hơn 2 tuần quyết liệt vào cuộc, cho đến nay, tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giải quyết về cơ bản khâu ách tắc tại các trạm kiểm soát, giúp tăng lưu thông hàng hóa. Một là không làm đứt gãy nguồn cung cầu lương thực thực phẩm trong tâm dịch. Ngay sau khi thực hiện, tổ công tác 970 phía Nam đã thành lập được hơn 400 đầu mối tiêu thụ nông sản. Đầu mối tiêu thụ nông sản phía Nam, 78 đầu mối cung ứng rau củ, hơn 100 đầu mối cung ứng trái cây, 152 đầu mối cung ứng hải sản, 24 đầu mối cung ứng lương thực, 120 đầu mối cơ sở cung ứng các loại mặt hàng thực phẩm khác. Vấn đề bây giờ phải xây dựng các cái chuỗi cung ứng vào thành phố Hồ Chí Minh. Để trên cơ sở cái chuỗi này thì coi như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp phải vào cuộc với để mà hỗ trợ cho các chuỗi này đưa thông suốt, đưa hàng vào trong thành phố thì mới đảm bảo được. Đề xuất của các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn là muốn tiếp tục kết nối với tổ công tác cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời triển khai, mở rộng sản xuất, tiêu thụ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tại một số địia phương có những ca dương tính với COVID-19, lưu thông hàng hóa được siết chặt. Những khu vực còn lại, hàng hóa không còn hiện tượng ách tắc như thời gian đầu. Em nghĩ là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đó cũng yêu cầu là các tỉnh cung cấp các đầu mối, nhưng mà cung cấp đầu mối rồi thì hôm nay đối với tình hiện nay thì cũng rất là khó để các doanh nghiệp trên đó mà đi mua như kiểu các hồi xưa, thì đề nghị là nên là Bộ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh có một cái đơn vị để mình kết nối theo cái chuyện dạng mà chính quyền nhà nước với nhau, thì định hình phải cần cái gì thì các địa phương ta sẽ cung cấp cái số liệu và có cái thông tin, và sau đó những cái doanh nghiệp mà được chỉ định bởi cái Hồ Chí Minh xuống thì sẽ lấy hàng thì tạo thành một cái dòng khép kín vậy thì nó sẽ lưu thông dễ. Để đảm bảo tiến độ sản xuất cho vụ kế tiếp, tổ công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đề nghị chính quyền địa phương giao quyền chủ động cho các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trên cơ sở phân loại, hướng dẫn danh mục các vật tư nông nghiệp được lưu thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Các hàng vật tư lại không phải là mặt hàng thiết yếu, cho nên không được ưu tiên mà. Thì đây cũng là cái mà chúng tôi sẽ đề nghị với các ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp là phải quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay, nguồn cung vẫn còn đang vướng mắc trong khâu tổ chức sản xuất. 70% doanh nghiệp thủy sản phải đóng cửa, dừng sản xuất vì không thể thực hiện được 3 tại chỗ. Tại tỉnh Tiền Giang, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh này yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động 3 tại chỗ, nhiều công ty thủy sản đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Đóng cửa nhà máy, đột ngột như vậy, thì công nhân họ cũng không về được. Tại vì cũng công nhân cũng sống ở nhiều tỉnh, không giải quyết liên tục mà đến ngày 5 ngưng, rồi sau đó mới xem xét. Rồi ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 thì mới giải quyết. Thì cái nỗi khổ lớn này, cái thiệt hại chúng tôi là chi hàng chục tỷ đồng chi phí để mà xây dựng cái lực lượng này, chi phí rất là nhiều cho công nhân. Nếu tạm dừng 3 tại chỗ, thì doanh nghiệp này sẽ phải hứng chịu thiệt hại rất lớn. Chính vì thế, doanh nghiệp này mong muốn được khôi phục sản xuất và cam kết đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Cho chúng tôi vẫn duy trì tiếp tục cái sản xuất này nếu chúng tôi cam kết thực hiện một cái chương trình kiểm soát để đảm bảo là có thể kiểm soát tốt được thì được tiếp tục sản xuất chứ không có bị gián đoạn. Thì những người này người ta đã ở nhà tập thể của mình là lâu nay rồi, người ta nay người ta vào làm ba tại chỗ hoặc người ta thực hiện các cái cung đường đường đi theo đúng chỉ thị 16. Các bạn ra về như thế nào, đi xe không được, về quê không được, cũng không thể nào mà đưa tùm lum bạn đi về cả trăm xã ở trên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đứng trước nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất và xuất khẩu thủy sản, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản kiến nghị chính phủ ưu tiên tiêm vaccine ngay cho người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản và hỗ trợ giá điện sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, thủy sản để bảo quản sản phẩm đông lạnh. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị nếu những cơ sở này phải đóng cửa sẽ làm ảnh hưởng đến sinh kế của người nông dân, thậm chí sẽ làm đứt gãy chu kỳ sản xuất. Chính vì thế, các địa phương cần phải ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng lao động sản xuất trong chuỗi ngành hàng nông nghiệp. Cũng tại thời điểm này, các kho dự trữ lúa gạo tại các tỉnh Nam Bộ đang giảm công suất mua vào do công nhân e ngại không muốn thực hiện ba tại chỗ. Nhà máy không đủ người vận hành, nhiều thương lái bỏ cọc, không thu mua lúa khiến giá lúa giảm mạnh. Hiện lúa hè thu mới thu hoạch được khoảng 600.000 ha. Trong tháng 8, tháng 9 sẽ có sản lượng lúa hàng hóa cao nhất, dễ dẫn đến tình trạng dìm giá trục lợi trong bối cảnh khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết cần đề xuất chính phủ cho tăng thu mua dự trữ lúa quốc gia để kích cầu sản xuất, động viên nông dân tiếp tục sản xuất, cũng như để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ sau. Khó ở đâu, giải quyết ở đó. Đó là phương châm của hai tổ công tác đặc biệt ở hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cần chủ động lập đường dây nóng. Đây là giải pháp cần thiết để tổ công tác liên hệ tháo gỡ những vấn đề chung, đặc biệt là hai vấn đề chính là vật tư đầu vào và tổ chức sản xuất trong hoàn cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề cao những kết quả mà hoạt động của tổ công tác 970 đã đạt được. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, cho đến nay đã có gần 580 đơn vị doanh nghiệp phía Nam được kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn đảm bảo không để những chuỗi giá trị bị đứt gãy, sản xuất nông nghiệp phải được gắn liền với chuỗi giá trị. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, Tổ công tác 970 đã duy trì được nguồn cung ở 19 tỉnh đang phải thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ kịp thời của Tổ công tác đặc biệt hai miền Nam Bắc sẽ đưa các giải pháp vào thực tiễn, chính sách sẽ thật thông thoáng để chuỗi cung ứng sẽ không còn bị đứt gãy, khơi thông luồng xanh để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người tiêu dùng cũng như ổn định tình hình sản xuất cho người dân ở những vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm.